cái phương thức của mình lấy như thế nào? Bị can diễn tỏ là lấy trực tiếp từ kho. Chiều ngày 2 tháng 10, lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thừa, sinh năm 1981, nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân; Huỳnh Phương Thảo, sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm Y tế quận Tân Phú, để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Công an quận Bình Tân, hai bị can trên đã tuồn thuốc điều trị COVID-19 bán ra ngoài thị trường từ đầu tháng 9 năm 2021. Qua điều tra, Thừa có nhiệm vụ tiếp nhận 1.000 hộp thuốc Monopiravir từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để phân bổ xuống trạm y tế các phường trên địa bàn quận Bình Tân. Tuy nhiên, Thừa đã lấy 50 hộp thuốc bán cho Thảo với giá 2 triệu đồng một hộp. Sau đó, Thảo đăng lên mạng rao bán với giá từ 2,5 đến 4 triệu đồng một hộp để kiếm lời. Điều đáng nói, những người mua thuốc từ Thảo lại tiếp tục rao bán khiến giá thuốc tăng lên gần 6 triệu đồng một hộp khi tới tay F0. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.